Các bạn thân mến, có một bài hát then rất là hay và ý nghĩa. Bài hát then được mang tên là Nằm Pan Ven. Nằm Pan Ven. Vâng. Và hôm nay Xuân Hữu rất là vinh dự được ngồi với tác giả của bài hát. Và hôm nay có cả thầy Trọng Quyết nữa. Và Xuân Hữu muốn mọi người hiểu thêm về cái ý nghĩa của bài hát như thế nào. Và rất là mong là cụ Ma Kim Ly sẽ chia sẻ về nội dung của bài hát này. Cái này là càng tay chả, đúng không? Càng tay chả. Cái bài Nằm Pan Ven ấy là sau khi bác du đoàn nghệ thuật của tỉnh Bắc Thái mà công tác với huyện Chợ Đồn Pi Chết Thiếp Pét, tức là năm 78 là ông Ly về chuyển về phòng văn hóa huyện Chợ Đồn mới viết cái bài này. Bài này ông viết ấy, đấy là nói thật với các bạn ấy, là chính là ông viết về ông. Cái thời kỳ còn trẻ, lúc ấy ông có vợ có con rồi, nhưng mà ông vẫn có một số tư tưởng không được trọn vẹn với vợ con lắm. Cho nên từ cái hiện tượng ấy, cho nên ông mới viết một bài chính mình viết về mình. Tức là muốn nói về cái con người con trai ấy, khi có vợ có con rồi, khi đi công tác ấy, phải công tác này, hô cả bây tùng hăn bióc vẹn bióc ve, mà lườn hăn mẹ què lọt mỏ, cầm tay hoặc càng bệnh. Tôi chính mẹ lô biết chứ cả què lọt mỏ đâu, mẹ lô tôi đi thôi. Tôi chẳng qua là ăn tư tưởng, ăn tư tưởng và ăn thêm chư của cần bò chài, lô hăn hăn cân này theo hơn cân nọ cân kia vân vân. Cho nên chính bác viết mượn bác cũng mi ăn tư tưởng, mi ăn thời gian, cũng mi lại nói mi ăn ý xít bệnh, cho nên bác chẳng viết Nằm Pan Ven. Tức là ai phối mà ăn chuyển Nằm Pan Ven vì nó chắc, tức là ăn luẩn quẩn, ăn quen quế, bố chắc tàng óc á. Tức là cái pắn bệnh ấy rồi nè. Cứ pắn ven. Cho nên là cứ pắn bệnh ấy. Là ai phối mưa ăn chuyển cần bò chài lâu đi. Lè mẹ nhìn hoặc bò chài cho bệnh thôi. Rồi nhưng mà chẳng qua là phối khẩn ăn tình cảm tí. Nếu lão hơ mi những ăn trường hợp bệnh tí, lè cũng bố nên theo nghe bài Nằm Pan Ven hết răng. Mà chính thì bạc cũng bố viết hơn cân hơn, mà chính bạc tự thân bạc mi ăn tư tưởng thì và mi lúc mi ăn tư tưởng thì cho nên bạc tự viết mưa lâu chính khỏi được cẩn thận bình tĩnh. Đấy là viết bản thân của bạc. Đây là với tư cách là tác giả và so phối và pì nọng sở quê lại ăn tình cảm thì lại bố nên hết hết theo cái bài Nằm Pan Ven đâu. Đấy là nội dung của bài Nằm Pan Ven là bình tĩnh. Nghĩa là cái thể âu thon ở bài cân ón cả này. Bài thon là phối là cả kỳ, ví dụ mi gia đình là lâu nên chú tâm ở gia đình mình. Đúng rồi, đấy bình tĩnh. Cứ kiểu là mi gia đình tỏ ốc nọc với bài bàn bài bè bài đây các bạn lục thao đây là lâu lùm mi lùm lục bố quan tâm thân mi lục khác cần mà thường luôn là bát khẩu thân thiết thân hành ta tái tôi bố bền hành mía càng bận bưa cùng tôi bố đúng cú lâu bền. Cho nên âu ăn lý do tí. Cho nên chẳng bạc chẳng âu cái hình ảnh là Nằm Pan Ven có nghĩa là luẩn quẩn ở trong cái vòng xoáy ở đấy. Trong cái vòng xoáy tí cho nên là pin nó tò lan vườn nát nát lên nát ăn bài căm then của Nằm Pan Ven thôi. Bố nên nát nghe nội dung của Nằm Pan Ven. Nát cái bài học bài thon thon hở bài lâu đấy nó đấy. Là hơ mì lục nhìn tôi bên trai tôi bên lâu leo đã quyết định âu căn hết phần tới lòng cả trọn đời để lâu leo phải chăm sóc và căn lâu ra đấy là óc tôi mặn mặn càng ấy cả bê tông hắn béo vẹn béo ve lâu ra để miệng tư tưởng bình thị. Đấy là Nằm Pan Ven thì rú chàng ăn nội dung bình thị chính là bạc viết cái bài thị ý là bây giờ công tác quay hay là rú sở, nhưng mà lúc giờ cũng phải
chứ mà lươn mẹ mà lúc đã lươn nó đấy ý ý là như thế mấy đấy là tôi vẫn bị thắc mắc chắc mình nhá đồ tôi vẫn chứ ngày ngày bán đâu cả ăn chứ đây càng tên bố chứ tổ chứ đây vẫn chứ tổ chứ lâu ra để tả lâu 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 chắc mà khốn cay lươn lâu đuối mình ngoài ngoài đấy đi hả ví dụ mà ba này cơ ăn chín này mà nhắc ón này tưởng hay ví dụ hắn bay quay mẹ ví dụ to ba tháng lươn là bò mẹ to cả gan đấy đấy xong này bay nó bắt đầu bữa là to bông khổ bông xoáy đấy ra đây lươn quẩn ra đây ra đây khổ ăn nằm bánh ven hết lần có tăng lúc kháng tỏ thôm đấy mình cơ đấy đấy nằm bên bên rồi đó phôi tay là nằm cẳng nằm bên bên đấy cái bài thì là ông Ly viết là năm 1978 khi mà Chợ Đồn mà huyện Chợ Đồn chẳng viết bài thì năm đấy là năm Mậu Ngọ đấy nội dung của bài thì là bền thị vâng tức là mình làm gì làm đừng để mình vào một cái vòng xoáy nó không có luẩn quẩn không có lối thoát không có lối thoát một cái tư tưởng vững vàng càng bền chê vâng lan thì quang khó lắm cũng khó đấy có khi là riêng cái bài nằm bắn về này cái hà nó hưởng ứng nhất rồi khó lắm bạn cái hà nó hưởng ứng ông Ly nhất đấy nhớ nha vòng luật quẩn đấy thôi ông con mình thoát cái vòng luật quẩn đấy đừng đừng theo cái nằm bắn ven mình thoát cái vòng luật quẩn đấy ra mình đi nó hết luôn đấy chứ ngoài ngoài với nó bảo nhớ nha em mà hôm nọ cái đài Việt Nam nó phát tiếng Tây ấy nó ông nghe ông bảo cái tùa môn tề hát tụ con này hát hay thật. Thì chính bài lô viết rồi nó hát phải nói là nó nhâm nhi đến mức độ là tác giả còn phải rơi nước mắt. Vâng. Những cái thái độ của một người chồng như thế. Vâng. Chính cái bài viết này bác cũng có một thời kỳ cũng có tư tưởng kia mà. Cho nên bác viết về bác. Bác là luồn quẩn lâu đấy. cũng khá lâu đấy. Nhưng mà lại không có ảnh hưởng gì nhà đâu nhá. Không ảnh hưởng gì nhà. Không ảnh hưởng gì nhà. Vâng. Chẳng qua luồn quẩn ở ngoài thôi, về nhà vẫn chăm sóc tử tế đâu ạ. Vâng. Nhưng mà là mình thấy cái tư tưởng đấy xong mình cái tư tưởng ấy mình tự thấy là không được. Vâng, tự kiểm điểm bản thân mình. Tức là anh có thể cái này lâu càng bình. Có thể bị nó. Nhìn tôi bệnh trai tôi bệnh bố là ở trường này liệu nó chị mẹ nhưng mà đi thì đi nhưng mà về nhà mình đừng có đánh đập vợ con đừng có chửi bới đừng có hát hồ câu kết của cái bài nằm bán ven có bốn câu thiếp mèo bố tẩy nhà bơ mình thiếp cần bố tẩy cần bạn cầu bạn mớ lâu chùm mẫu căn đai bàn cấu chuộc vần thai lầu đẩy đây là bốn câu kết của cái bài nằm bên ven
tuyệt vời. Tuyệt vời. Anh Loan bảo là nghe muốn khóc luôn nhá. Cách đệm này là đi ra rã sáo vào đây là nó đấy, vâng. Nó vậy vâng. Cho nên là nó học đệm cái này nó khó, vâng. Cái hà hát phong thư cái này rồi được rồi, nhưng mà phải nghe cái này, ừ. Nó phải theo cái này, nó gam, đây là nguyên một cái sáo gam đô trưởng mà cháu cũng đã từng biết nhạc lý rồi, ừ. Nghe cái này dạo thế này đơn giản thôi, ừ. Mẹ mày hết khoăn rồi cô đấy. Nòng ơi này nòng du phương giờ tình nó trải đêm nòng vẫn chưa khinh hà phong. Bài này cổ hoàng hóa đấy. Vì chừng nào. Tư vấn đây chậm khăn du na càng bục bô hà hơn. Em ơi, chờ nó sôi mình ngồi đây. Ta đu óng lồng tông rìn của sao bao lập thai còn hồn não xin chờ. Nòng ơi, hành lượn còi phong thư con thoáng á ơi. Nóng cầm lượn nắng na, nóng khẩu xin cần mà lại la, mừng tặng phong khẩn đã bầu ở đó. Chữ điếm nóng chụp cân thân mưa ơi. Thân này bố lũ nhòm lăng thong lâu sẵn chập khăn nòng ơi, lên nòng bị tàng lại bay theo lươn chạy du chàng kéo khâu à đông tì kéo điếm tàng bên nòng ơi.